Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ tiếp tục dẫn một người khách của mình đi coi những căn nhà tại thành phố Escondido và San Marcos. Những thành phố này nó gần với thành phố San Diego. Những cái khu vực này là một cái khu vực rất là tốt, gần biển, khí hậu rất là ôn hòa ha, gần thành phố San Diego, và mọi người thấy không? Khí hậu xung quanh, neighborhood rất là ok ha. Đó. Khu vực này rất là an ninh. Căn nhà này được rao bán là 750.000, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rộng 1.600 square feet và lot size là 6.300. Để mình quay một vài cái khung cảnh bên ngoài và bên trong cho mọi người coi và những nhận xét của mình về cái thành phố này. Ok, xin hẹn gặp lại mọi người trong một vài giây. Mọi người thấy không? Đây khung cảnh ở trước nhà. Neighborhood này. Đây là căn nhà của mình ha. Mình sẽ đi coi ngày hôm nay. Rất là đẹp, rất là yên tĩnh. Khu vực này thì nói chung ra cũng có hãng xưởng, và đặc biệt là cái nghề làm nail ở đây rất là phát triển và làm rất là có tiền. Tại vì ở đây là cái khu mà dân có tiền không à, những cái khu vực tốt của thành phố, của giống như là quận hạt của San Diego. Thành phố này, cái căn nhà đầu tiên mình đi qua hôm nay nằm tại thành phố San Marcos. Ok, mấy căn nhà ở đây rất là bự, mọi người thấy không? Đó, đồi núi, khí hậu rất là ôn hòa, mát mẻ. Tại vì chỉ cách biển có khoảng 15-20 phút mà thôi. Và nếu những ai có những cái nhu cầu về nhà ốc, mua bán nhà cửa tại vùng Nam California thì hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779 nha. Đó mọi người, mình đang đợi khách mình đi tới. Và đây là một số hình ảnh ở bên ngoài cái khu vực này. Mọi người có tiền thì cũng đầu tư đây rất là ok. Mình có thể cho mướn long term hoặc short term rent giống như là Airbnb vậy. Rất là có tiền. Ok mọi người, và cái setup của cái nhà này nó cũng rất là đẹp và đơn giản, rất là sáng sủa ha. Nó có một cái bát gia rất là đẹp. Ok, đây là cái khu vực nhà bếp, nó thông ra với cái bát gia ở bên ngoài và cái khu vực phòng khách. Nhà này của người Mỹ trắng ha, họ rất là sạch sẽ và tươm tất. Ok, mọi người thấy cái bát gia không? Họ setup là có cái barbecue nè, có cái jacuzzi. Ok, cái nhà bếp thì nó thông ra ngoài rất là thoáng. Ok, đây là cái căn nhà 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Ok, tất cả phòng ngủ và đều nằm ở trên. Ở dưới thì chúng ta có phòng khách, phòng playroom, rồi nửa phòng tắm ở dưới cho khách đến chơi này nọ. Nói chung ra thì nhà Mỹ người ta setup đâu ra đó đàng hoàng. Nhà này thì vật liệu nó hơi cũ thôi, nhưng mà người ta giữ gìn rất là ok ha. Ok, đó, đây là cái phòng làm việc. Đây là cái phòng master bedroom. Ok, master bedroom thì nó bự hơn tất cả cái phòng còn lại. Căn nhà này được rao bán là 780 mấy ngàn, hồi nãy mình không nhớ nữa. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, và rất là ok để chúng ta có thể mua để sinh sống ở khu vực này. Ok, nếu như ai có tiền thì mua đầu tư Airbnb cũng rất là ok luôn. Ở đây là cái thành phố du lịch ha, gần San Diego, gần biển, chúng ta có cho mướn short term thì rất là ok. Rồi, đây là căn nhà thứ hai mà chúng ta đã đi đến. Căn nhà này được rao bán là 784 ngàn, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, nó cũng không xê xích với cái căn nhà hồi nãy là bao nhiêu. Nhưng mà căn nhà này được cái nó mới hơn, nó nằm trong cái khu vực mới xây ha. Điều khác biệt là nó sẽ bị cái tiền mà HOA đó, cái tiền chi phí bảo dưỡng ở bên ngoài thì nó mắc hơn một tí. Bên trong thì vật liệu đều mới hơn cả. Ok, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm ở đây chúng ta có thể thấy vô thì không có sửa sang gì hết trơn á, chỉ là vô là ở mà thôi. Ok, cái vườn phía sau cũng rất là đẹp mọi người, rất là tươm tất. Nói chung là những cái căn nhà ở đây thì nó đều cái trên cái giá mà 750 ngàn, 750 ngàn, thì nó nhìn nó khác biệt hơn những cái căn nhà 600 mấy ngàn ha. Rồi, đây là cái khu vực nhà bếp. Cái khu vực nhà bếp này thì mình không thích cho lắm, tại vì nó xoay vào bên trong, nó không xoay ra bên ngoài, cái cửa sổ bên ngoài thì tạo ra cái cảm giác nó hơi bức bối một tí.
mình cái nhà đó, khi mà bạn nhìn vô đó thì cái nhà bếp nó rất là quan trọng. Ok, tiếp theo là phòng ngủ có nhiều ánh sáng hay không, để giúp cho chúng ta có được những cái năng lượng thoải mái vào buổi sáng. Ok, đây là cái những cái phòng ngủ thì nó nằm ở trên hết ha. Có phòng giặt này nọ. Ok, phòng ngủ thứ hai đó, phòng ngủ này cũng rất là đẹp và nhiều ánh sáng nè đó. Những cái nhà này thì mình rất là ok, chỉ có nhà bếp á, thì mình không có thích bằng cái nhà hồi nãy thôi. Nhà bếp hồi nãy thì nó thoáng hơn. Ok, cái nhà này thì ok rồi mọi người, bây giờ chúng ta đi đến cái căn nhà thứ ba. Ok, căn nhà thứ ba này, cái căn nhà nó được rao bán là 795.000, 4 phòng ngủ 3 phòng tắm luôn. Rất là đẹp luôn. Cái căn nhà này, cái địa điểm nó rất là ok, tốt nhất trong ba cái căn nhà mà đi coi sáng giờ. Nhà bếp cũng rất là thoáng, phòng khách cũng rất là thoáng ha. Không có nhiều nó có nhiều ánh sáng, không có nhiều bóng tối. Ánh sáng thì nó, buổi sáng nó chiếu vô nhà, ok, rất là tốt. Nhà này nó hướng đông, buổi sáng nó chiếu thẳng vô nhà thì rất là ok, hợp cho những cái người nào mà phong thủy với hướng đông. Ok, đây là cái vườn hoa phía sau rất là đẹp. Ok, nhà thì cũng là 4 phòng ngủ 3 phòng tắm. Nhà này thì tới 795.000, rất là cao. Ok, thì mình nghĩ rằng người khách của mình cũng rất thích cái căn nhà này. Cái căn này thì đặc biệt có cái là nó có cái tiền HOA và cái tiền Miller Rules khá cao. HOA là cái tiền bảo dưỡng của cái khu vực, và cái tiền Miller Rules là cái tiền mà phí đô thị mà chính quyền sở tại người ta chặt cái khu vực này ha. Ok, cái thì họ lấy cái tiền đó họ đầu tư vào school district, họ đầu tư vào những cái dịch vụ công cộng cho chúng ta trong cái khu vực ha. Ok, đây là cái phòng làm việc. Đây là cái phòng ngủ, cũng rất là rộng rãi ha, hai cửa sổ, rất là nhiều ánh sáng. Ok, mấy cái nhà thế này thì nó có nhiều cái cửa sổ này mình rất là thích. Đây là cái phòng tắm. Ok, phòng tắm thì nối giữa hai cái phòng ngủ, rất là tiện lợi cho những ai đi làm buổi sáng rồi nó không có phải bị kẹt phòng tắm. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài quay một cái cảnh, một vài cái cảnh ở ngoài cái khu vực này. Đây, cái khu này là cái khu ở ngoài của căn nhà thứ ba mà chúng ta đi coi. Cũng rất là đẹp ha, nhà cũng rất là mới. Mình nghĩ khách của mình sẽ offer cái căn nhà này để coi duyên nó tới đâu, chúng ta cái offer của chúng ta sẽ như thế nào. Hiện nay mình đang có rất nhiều người khách tại cái khu vực thành phố Escondido và San Marcos, và tương lai mình nghĩ rằng cái khu vực này nó cũng sẽ thu hút rất là nhiều nhà đầu tư cho những cái nhà mà để du lịch này nọ, bạn thấy không đó. Sáng thứ bảy chủ nhật ở ngoài đường xá vắng vẻ, không có tiếng động gì cả. Nói chung ra là không phải là xô bồ trong những cái khu vực mà ở dưới OC mình đi coi ha. Đó. Ok rồi, nếu như ai thích cái video này của mình, nhớ nha, nhớ hãy like comment trên cái video, like cái video này của mình và share cái channel này của mình ra nha. Và những ai cần những cái dịch vụ về địa ốc hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779. Rồi bây giờ cái căn nhà cuối cùng mà chúng ta đi coi, căn nhà này tại thành phố, cũng tại thành phố Escondido, được rao bán là 799.000, nằm trong cái khu vực cũng rất là an ninh. Ok, rất là tốt, phong cái view, cái phong cảnh mà bên ngoài nó rất là ok luôn. Mọi người thấy không, phía sau đấy chúng ta có thể nhìn xuống thung lũng của cái khu vực thành phố Escondido. Buổi tối chúng ta ra đốt lửa, chúng ta ngắm sao và ngắm cái khu vực đồi núi rất là đẹp. Ở dưới nó có đèn này nọ. Khu vực này rất là an ninh nha mọi người, nó có bảo vệ ở phía trước, có cổng vô đàng hoàng, muốn vô là phải xin phép đó chứ không phải là giỡn đâu. Ok, căn nhà này cũng là 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Rộng thì cũng hơn 2.000 square feet, nhưng mà đồ đạc thì nó hơi khá cũ kỹ rồi. Ok, nhà bếp thì cũng rất là thoáng nè, nhưng mà đồ đạc thì khá cũ kỹ, và cái giá nhà này họ rao bán mình nghĩ nó hơi mắc so với cái giá thị trường và so với cái tình trạng của căn nhà. Thì như vậy mình có thể mình không thích cho lắm. Cái khu vực thì tốt nhưng mà nhà thì quá mắc.
cái nhà thì nó cũ rồi, nó không có đẹp như mấy cái căn nhà hồi nãy mình đi coi. Ok, rồi đây là những cái phòng ngủ ở trên lầu nha. Bốn phòng ngủ, họ có bốn phòng ngủ trên lầu luôn, một cái phòng làm việc ở dưới ha. Rất là đẹp, thiết kế setup rất là thoáng mát. Cái này thì mua về cũng phải bỏ ra chừng vài chục ngàn nữa để chúng ta có thể tân trang lại, gỡ mấy cái thảm ra và sơn sửa cái căn nhà lại, thay những cái vật dụng thiết kế nội thất ở trong bên trong, thì chúng ta sẽ có được cái căn nhà hoàn hảo cho mình. Tại vì cái location, cái khu vực nó đã tốt rồi. Ok, rồi, đây là những trải nghiệm và những nhận xét của mình về cái cuộc mà đi coi nhà trong ngày hôm nay. Thì xin hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Nếu như ai thích cái video này của mình, again, xin hãy like và chia sẻ cái channel này nha. Bye bye.